want anything else to drink but water? Rồi đeo vô. Quê đó, ăn nhanh đi, quê hồ cho mẹ kìa. Nè, trời, Quynh nó đeo rồi mà chưa có đồ ăn ra nè. Bây giờ nó về đây. Em biết nữa, em cũng trễ. Cái đồng điên. Trời vậy ăn đây no rồi quên đó ăn gì được nữa. Đi tối thôi. Đi rồi quay làm kỷ niệm. Đá bức ở trên đó nữa. Đi nhà vệ sinh ở đâu vậy chị? Đó, em đi tới kia em theo cái bảng kia nè. Tới đằng đó vừa phải. Đi thẳng vô. Đỡ đá luôn rồi vô lấy ra làm gì? Đeo bông tay vô. Cờ nó đi, cờ nó. Rồi mời cả nhà. Đây là cái kinh cáp này. Cái phần đây là kêu phần gì anh? Cá cáp. Phần đặc biệt á. Đây là món bạc luôn hả? Bảo Huy, quanh là mi, anh toàn ăn gì đâu. Ê, vô đẻ vậy. Muốn chân không ạ? Bỏ cái xó này bỏ vô đây đi. Không phải là... Ăn vừa ăn rồi. Chỉ Huy mà còn quá. Trời ơi, Thảo nó nhai kìa, lấy cái kìm kia bỉ đi. Ủa, trứng hả? Thank you.
nó đưa anh Toàn vô đây hay là anh Toàn nó đưa vô, nó sắp xếp bàn cho nó. Bên đây mà lựa chị em, bên kia mình thôi vừa đấy. Nó thích ốc cho mình rồi nó mời mình tới. Nó đưa vô đây cũng khó chứ. Ủa anh, còn cái kéo nào không anh? Nó đưa vô đây. Nè. Có màu quá không? Đóng em đi, còn mình khác. Được một cái mà. Màu không? Hả? Thôi được á.
gì vậy? Đường nó ngọt ngọt, ăn ngon chứ.